Rồi bây giờ khui máy tạo hydrogen. Đây. Máy nhận hàng đàng hoàng từ đặt ở trên Ruby. Nhưng mà nhận hàng là ở kho thế giới lọc nước giao nha. Đặt nhanh cái này, mặt hàng này đặt trong vòng có hơn ngày là có. Mà đây là trong cái đợt khuyến mãi 8 tháng 3 nên là sẽ được tặng một cái vòi sen. Vòi sen Puren trị giá 1.200.000 nha các bạn. Rồi ở đây có gì đây? Ở đây là cái phiếu quy định bảo hành nè các bạn nha. Cái này nó có một cái túi. Cái túi này là cái túi đựng cái máy tạo nước Hydro. Đây, ở đây là cái miệng chai nha các bạn. Cái này là trong đợt khuyến mãi nha các bạn, nên là giá mua một cái máy tạo nước Hydrogen thì sẽ được tặng một cái vòi sen như thế này. Vòi sen này thì trị giá 1.200.000 nha các bạn. Nếu các bạn mua lẻ là 1.200.000 nha. Các bạn mua ở đâu nó cũng vậy. Các bạn dò giá trên tất cả các sàn thương mại điện tử. Mấy cái chỗ mà hàng bán cái loại sản phẩm này thì nó cùng là một giá hết nha các bạn nha, là 1.200.000. Cái này là một cái bản hướng dẫn sử dụng. Rồi cái quan trọng này là cái món hàng này đó các bạn. Thì ở đây nó có một cái tem nó dán chỗ này. Nhìn cái hộp nó rất là sang trọng. Ở trên đây thì nó có cái model của máy nè, BTH110B. Thì ở đây nó có một cái tem chống giả của thế giới lọc nước tức là đây là cái công ty cung cấp độc quyền cái máy này. Ở trên đây các bạn thấy nó có cái in cái chữ nhũ bạc Hydrogen đó. Tức là một cái loại khoáng chất rất cần thiết, rất tốt cho sức khỏe. Cái này là trong đây nó có một cái sợi dây nguồn sạc. Thì ở đây là nó có cái đầu 500 nha các bạn nha, đầu 500. Còn đây là cái máy nè, Hydrogen nè. Cái máy này bình thường ở trên thị trường nó bán, kể cả hiện tại bây giờ công ty cung cấp là trên thị trường bán là 6.500.000 nha các bạn nha. 6.500.000 tại hiện tại bây giờ đang là trong cái đời trong cái đợt khuyến mãi của ngày 8 tháng 3 thì nên là máy này hiện tại đang còn khuyến mãi từ đây cho đến hết ngày 8 tháng 3 thì nó sẽ hết cái chương trình này nha, nó sẽ không được tặng cái vòi sen này, trị giá 1.200.000 nha các bạn nha. Rồi bây giờ trong đây nè, nào các bạn thấy một cái hộp rất là sang trọng nha, có chữ Biotest nè. Này. Ở dưới đây thì cái nắp, ở đây cái nắp này. Cái nắp này, ở đây nó có cái nắp. Thì cái nắp này ở phía dưới đây nó có một chế tạo một cái chỗ mà để mình đẩy nắp này vào để tránh mà rơi rớt nè. Rồi ở đây là cái màn để mà tạo cái khí hydrogen cho nước. Ở đây là ngay chỗ cái phần sạc này các bạn. Đây cắm sạc. Ở đây cái nó có đầu 500 thì để ở đây nó hút rồi. Chỉ cần để vô là nó hít thôi nha. Đó. Máy xịn có khác không? Đấy. Ở đây thì nó có chức năng là tạo H2 nè, hydrogen nè. Đây là một loại khoáng chất rất tốt cho sức khỏe nha các bạn nha. Còn đây là mình sử dụng khoảng 1 tuần thì mình sử dụng cái chai nước mình gắn vô đây. Rồi mình bấm nút này thì nó sẽ sực rửa cái bản cực ở trong này, nó giống như làm sạch cái bản cực ấy. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cả các bạn về cái cách mà để sử dụng cái máy này nha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo nước hydrogen nha các bạn nha. Cái này mở ra thì mình bỏ ở đây để nó tránh rớt nè. Rồi cái đầu này thì mình bỏ vô đây. Này mình dặn cái kích cỡ miệng chai vô đây nè. Sau đó mình mở, mình úp này xuống. Úp cái này xuống vậy nè. Mình bấm cái nút H2. Rồi để trong vòng khoảng 5 phút thì nó sẽ sủi bọt. Nó có bản cực trong đây, nó sủi bọt, nó tạo cái khí hydrogen vào trong nước đó. Rồi sau khi mà nó chạy hết, nó khi mà nó sản xuất cái nước hydro thì nó sẽ chạy lên cái dải màu xanh này các bạn nè. Tới khi nó chạy hết thì nó sẽ ngưng, thì chúng ta có thể bắt đầu là chúng ta sử dụng nước này chúng ta uống được rồi. Bây giờ các bạn sẽ thấy trong chai nước này nó sẽ có những cái bọt khí thôi. Đó là cái hydro nha các bạn nha, đó là nước hydro.
Thì nước này nó rất tốt cho sức khỏe. Rồi bây giờ trong cái giá ở thị trường á, thì hiện tại bây giờ các nó là giá 6 triệu rưỡi các bạn, 6 triệu rưỡi. À, nhưng mà đợt này á, là bên công ty người ta sẽ khuyến mãi cho các bạn một cái giòi sen thế này. Nếu các bạn đặt hàng từ đây cho đến ngày hết ngày 8 tháng 3 nha, thì đây là một cái vòi sen cao cấp đang phân phối ở Việt Nam. Thì cái giòi sen này nếu mà các bạn không mua lẻ mà những cái đợt trước hoặc là sau ngày 8 tháng 3 thì có giòi sen này nó có trị giá là 1,2 triệu. Thì nếu mà trong cái đợt này các bạn mua đặt cái máy tạo nước hydrogen này thì sẽ được một cái combo quà tặng này lên đến 1,2 triệu luôn ha. Nên các bạn cố gắng, nếu các bạn nào mà muốn mua thì nên mua ngay bây giờ, sẽ được quà tặng sẽ tốt hơn. Rồi đây là cái vòi sen các bạn. Đây, mở cái vòi sen ra cho các bạn coi luôn nha. Đây là cái ron ha, đây là cái ron. Thì các bạn thấy trong đây nó có một cái phần lọc nước ha. Thì ở trên đây nó có các bạn thấy rõ không? Có thấy bạn rõ cấu tạo cái sản xuất của nó. Đây là nó có tạo áp lực rất là mạnh nha. Còn phía trong đây là nó có bổ sung những cái loại khoáng nè các bạn. Đó. Rồi, nếu các bạn nào muốn đặt hàng thì các bạn hãy đặt hàng sớm nha. Các bạn đặt hàng sớm trong ngày 8 tháng 3 thì còn có được tặng cái này. Chứ còn nếu mà qua đợt sau thì nó không còn là tặng nữa. Rồi cái số điện thoại đặt hàng thì mình sẽ để ở phía dưới phần bình luận ha. Hoặc là các bạn nhìn ở trên màn hình á, các bạn thấy cái số điện thoại đó là cái số điện thoại của mình ha. Thì các bạn gọi thì mình sẽ order về cho tất cả các bạn với cái quà tặng này trong từ đây cho đến ngày 8 tháng 3 nha. Là sẽ hết quà tặng. Còn những cái đợt sau các bạn mua thì các bạn mua cái nào tính tiền của đó. Các bạn mua cái kia là 6 triệu rưỡi, các bạn mua riêng cái này là 1,2 triệu nha các bạn nha.